Phần kinh văn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Bá Thiên Vạn Ước Phật, Hằng Hà Sa Số Phật, Vô Lượng Công Đức Phật, Phật Cáo A Nan Ngôn, Thử Kinh Đại Thánh, Năng Cứu Ngục Tù, Năng Cứu Trọng Bệnh, Năng Cứu Tam Tai Bá Nạn Khổ, Nhược Hữu Nhân, Tụng Đắc Nhất Thiên Biến, Nhất Thân Ly Khổ Nạn, Tụng Đắc Nhất Vạn Biến, Hiệp Gia Ly Khổ Nạn. Nam Mô Phật Lực Oai, Nam Mô Phật Lực Hộ, Sử Nhân Vô Ác Tâm, Lợi Nhân Thân Đắc Độ, Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo Thanh Tịnh Tỳ Kheo, Quan Sự Đắc Tán, Tụng Sự Đắc Hưu, Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La Hán, Cứu Độ Đệ Tử, Nhất Thân Ly Khổ Nạn, Tự Ngôn Quan Thế Âm, Anh Lạc Bất Tu Giải, Cần Đọc Bá Thiên Vạn Biến, Tai Nạn Tự Nhiên Đắc Giải Thoát, Tín Thọ Phụng Hành, Tức Thuyết Chân Ngôn Viết, Kim Bà Đế, Cầu Ha Đế, Đà Ra Ni Đế, Ni Ha Ra Đế, Tỳ Lê Nệ Đế, Ma Ha Già Đế, Chơn Lăng Càng Đế, Ta Bà Ha. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chú Giải. Câu thứ nhất, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu này gần giống với câu trong Bạch Y Quan Thế Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú, gọi tắt là Bạch Y Thần Chú. Nam Mô có nghĩa là quy y, vâng theo, cung kính noi theo. Đại Từ, rất hiền, rất lành. Đại Bi, rất thương xót. Quảng Đại, rộng lượng. Linh Cảm, cảm ứng, linh nghiệm. Con người chí thành cầu khẩn Bồ Tát Quan Âm thì cảm đến Ngài, và Ngài đáp ứng lại lòng thành cầu khẩn đó, như vậy gọi là linh cảm, cảm ứng. Quan ở đây có nghĩa là xem xét. Thế âm, âm thanh của thế gian, tiếng kêu của người trần thế. Bồ Tát nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoả, Bodhisattva, dịch nghĩa là đại sĩ. Bồ Tát là bậc hành giả, tuy đã đắc quả Phật nhưng lại lập đại nguyện không nhập Niết Bàn, vì Ngài còn vào đời cứu độ chúng sinh đang trầm luân chưa giác ngộ. Bồ Tát sẵn sàng nhận lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng thế gian, cũng gọi là Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Đại Sĩ. Câu này ý nói, xin vâng theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Từ Đại Bi, Quảng Đại, Linh Cảm. Câu thứ hai, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Bá Thiên Vạn Ước Phật, Hằng Hà Sa Số Phật, Vô Lượng Công Đức Phật. Bá Thiên Vạn Ước Phật là trăm, ngàn, mười ngàn, trăm ngàn vị Phật, rất là nhiều vị Phật. Hằng Hà Sa Số Phật, các vị Phật nhiều như số cát sông Hằng ở Ấn Độ, nên hiểu là vô số Phật. Vô lượng, không thể đo lường được. Công đức, nghĩa là công lao, ơn đức. Vô lượng công đức Phật, nghĩa là các vị Phật có công đức lớn đến không thể đo lường được. Câu này ý nói, xin vâng lời Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cứu khổ cứu nạn, vô số Phật, các vị Phật có công đức lớn, không thể nào đo lường được. Phật Cáo A Nan Ngôn, Thử Kinh Đại Thánh, Năng Cứu Ngục Tù, Năng Cứu Trọng Bệnh, Năng Cứu Tam Tai Bá Nạn Khổ. Cáo có nghĩa là bảo, nói cho biết. A Nan, nói đầy đủ là Ananda, cùng họ với Phật Thích Ca Mâu Ni là em con chú. A Nan gia nhập giáo hội sau khi giáo hội thành lập 2 năm, trở thành người hầu cận của Phật, nhớ hết những lời Phật dạy, là một trong 10 đại đệ tử của Phật, là người xây dựng giáo pháp cơ bản trong lần kết tập kinh thứ nhất và là nhị tổ của Thiền Tông Ấn Độ. Lần kết tập thứ nhất được tổ chức tại thành Vương Xá ngay sau khi Phật diệt độ khoảng năm 408 trước Công Nguyên. Có 500 vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán tham dự. Vị triệu tập cho đại hội này là Ngài Mahakayip, nhất tổ Thiền Tông Ấn Độ, cũng là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, là đầu đà đệ nhất. Ngài Mahakayip mời Upali, giới luật đệ nhất, đọc lại giới luật và mời A Nan đọc lại các kinh. Do đó, hầu hết các kinh Phật đều mở đầu với câu như thị ngã văn, nghĩa là tôi nghe như vậy. Nhờ công đức của Upali mà luật tạng thành hình, nhờ công đức của A Nan mà kinh tạng thành hình. Kinh và luật tạng là hai trong ba tạng kinh nhà Phật, tạng thứ ba là luận tạng. Ngôn có nghĩa là rằng, Phật cáo A Nan ngôn có nghĩa là Phật bảo A Nan rằng.
Thử kinh Đại Thánh, kinh này rất là linh, rất là màu nhiệm. Năng cứu, có thể cứu được. Ngục tù, cảnh ngục tù, giam cầm. Trọng bệnh là bệnh nặng. Tam tai, ba tai họa lớn là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Bá nạn khổ là trăm điều đau khổ, tai nạn đau khổ, là vô số nạn khổ. Câu này ý nói, Phật bảo A Nan rằng kinh này rất là màu nhiệm, có thể cứu người thoát khỏi cảnh ngục tù, có thể cứu người thoát khỏi trọng bệnh, có thể cứu người thoát khỏi ba tai ách, lửa cháy, nước lục, bão tố và vô số tai nạn đau khổ khác. Nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nhược hữu nhân tụng đắc, nếu có người nào tụng được, nhất thiên biến, 1000 lượt. Đọc trọn một bài kinh này suốt từ đầu tới cuối gọi là một biến. Nhất thân, tấm thân của người đọc tụng kinh này. Ly khổ nạn, lìa xa được các tai nạn, đau khổ. Tụng đắc nhất vạn biến, tụng được 10000 lượt. Hiệp gia, nghĩa là cùng với tất cả những người trong nhà của người đọc tụng kinh này. Câu này ý nói, nếu có người đọc tụng kinh này được 1000 lượt, thì bản thân người ấy thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Tụng được 10000 lượt, thì người ấy cùng với người trong nhà đều thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, xử nhân vô ác tâm, lợi nhân thân đắc độ. Phật lực oai, sự uy nghiêm của sức Phật. Phật lực hộ, sự giúp đỡ từ sức của Phật. Xử nhân, khiến xui cho người ta làm cái gì đó. Vô ác tâm, không có lòng dạ ác độc. Lệnh, lệnh cũng cùng nghĩa với xử nhân vừa nói lúc nãy, có nghĩa là khiến xui người ta làm việc gì đó, khiến cho người ta nảy sinh làm một việc gì đó. Lệnh nhân có nghĩa là khiến cho người ta. Thân đắc độ, tấm thân của họ được đưa khỏi bến mê sang bờ giác. Câu này ý nói, xin nương theo oai lực Phật, xin nương nhờ sức cứu giúp của Phật, xin khiến cho con người không có lòng ác, xin khiến cho con người được cứu độ. Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo Thanh Tịnh Tỳ Kheo, Quang Sự Đắc Tán, Tụng Sự Đắc Hương. Hồi nghĩa là trở về. Hồi quang, trở về với sự sáng. Nói tắt của hồi quang phản chiếu, soi xét bản thân để nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa. Hồi quang Bồ Tát là biết trở về với lẽ sáng, biết soi xét bản thân, từ bỏ chỗ tối tâm sai lầm. Hồi thiện, trở về với điều lành. Hồi thiện Bồ Tát biết trở về với điều thiện, bỏ điều ác. A Nậu nói đầy đủ là A Nậu Đa La. A là vô, Nậu Đa La là thượng. A Nậu Đa La là vô thượng, cao hơn hết. Thiên Vương, các vị tướng cõi trời bảo vệ chánh pháp và những nơi truyền bá chánh pháp. A Nậu Đại Thiên Vương, nghĩa là các vị đại thiên vương vĩ đại. Chánh Điện là nơi có bàn thờ Phật trời cho mọi người cúng lại. Chánh Điện Bồ Tát biết tôn trọng và giữ gìn nơi thờ tự. Ma Kheo Ma Kheo Thanh Tịnh Tỳ Kheo. Thanh tịnh nghĩa là trong trẻo, sạch sẽ. Thanh tịnh tỳ kheo, người tu tập biết giữ gìn giới hạnh đầy đủ nên gọi là bậc tỳ kheo trong sạch. Quan sự là những việc rắc rối đưa đến chính quyền xử lý. Tụng sự, những việc thư kiện, kiện cáo. Đắc tán nghĩa là được tiêu tan hết. Đắc hưu, được bãi bỏ. Câu này ý nói, người đọc tụng kinh biết soi xét bản thân mà từ bỏ chỗ tối tâm sai lầm, biết trở về với điều thiện, giống như các bậc đại thiên vương biết bảo trọng chánh pháp và nơi tôn nghiêm thờ tự, biết giữ gìn trọn vẹn các quy giới và nhờ thế mà đức hạnh trong sạch. Tất cả đều khỏi mắc vào những việc kiện thưa, tranh chấp. Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La Hán, cứu độ đệ tử, nhất thân ly khổ nạn. Chư là tiếng gọi chỉ số nhiều, như chư Tăng là các nhà sư. Đại Bồ Tát, Maha Bodhisattva, cũng gọi là Bồ Tát Maha Tát, Đại Bồ Tát Maha Tát, Maha Bodhisattva Maha Sattva. A La Hán gọi tắt là La Hán, bậc thánh không còn phải luân hồi sanh tử, không còn sai lầm, không còn bị trói buộc vì những ràng buộc thế gian như ngu dốt, vô minh,
phiền não, tham sân si, kiêu ngạo, chấp trước. Ngũ bá A-la-hán, 500 vị La-hán cứu hộ, che chở và cứu giúp đệ tử, người học đạo, tín đồ, người học trò. Nhất thân, một tấm thân, bản thân của người đọc tụng kinh này. Ly khổ nạn, lìa xa được nạn tai, đau khổ. Câu này ý nói, cầu xin các vị Đại Bồ Tát và 500 A-la-hán hãy cứu giúp một tấm thân này của đệ tử được thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Tự ngôn Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, cần đọc bá thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành. Tự là chính mình, tự mình. Ngôn là lời nói ra, tự ngôn Quan Thế Âm, chính mình niệm hồng danh hay chân ngôn, thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Anh lạc, diên lụa thì có nghĩa là chuỗi ngọc quý. Trong A Dictionary of Chinese Buddhist Term, Đài Bắc, Phật giáo văn hóa phục vụ xứ 1962, William Edward Sutil và Louis Holder giảng, A necklace of precious stones, things strung together. Bất tu giải, không nên giải thích, không nên tháo ra. Anh lạc bất tu giải, không nên gỡ tháo các viên ngọc đã sâu thành chuỗi, vì tháo ra sẽ làm nó hỏng, tức là không nên giải thích, phân tích. Cần có nghĩa là siêng năng chăm chỉ, cần cù. Đọc nghĩa là đọc tụng. Thiên vạn biến, 10 triệu lần. Thiên vạn biến, 10 triệu lần, nên hiểu là vô số lần, tức là đọc hoài, tụng kinh hoài. Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tự nhiên được thoát khỏi các tai nạn. Tín là tin tưởng, thọ là nhận lãnh, phụng là kính vâng lời, hành là thi hành, làm. Nhiều quyển kinh Phật kết thúc bằng câu tín thọ phụng hành, ví dụ như kinh Kim Cang kết thúc như sau: Văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Dịch nghĩa, nghe Phật thuyết kinh rồi, tất cả đều vui vẻ, tin chịu và vâng lời làm theo. Câu này ý nói, tự mình niệm hồng danh hay đọc thần chú của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì không nên giải thích, cứ siêng năng, cần cù, chăm chỉ tụng đọc kinh mãi thì tự nhiên sẽ giải thoát khỏi tai nạn. Hãy tin tưởng nhận lãnh và vâng lời làm theo. Tức thuyết chân ngôn viết, kim bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Tức có nghĩa là tức thì, ngay lập tức. Thuyết là nói ra. Chân ngôn có nghĩa là thần chú, cũng gọi là đà la ni, thường dùng để kết thúc bài kinh hay quyển kinh. Tức thuyết chân ngôn viết, liền đọc thần chú rằng. Tỳ còn đọc là bì, ni còn đọc là nể. Ta bà ha, spa ha, thành tựu tốt lành, tiêu tai tăng phước, kính Phật chứng minh. Ta bà ha thường đặt cuối câu thần chú, có nghĩa khẳng định là quả như vậy, xin nguyện được đúng như vậy. Tiếng Anh là so it be, let it be, truly, verily. Chân ngôn hay gọi là thần chú, đà la ni, nghĩa là mật ngữ. Khi đọc chân ngôn, âm thanh phát ra đúng cách sẽ mang đến hiệu quả màu nhiệm. Có thể xem chân ngôn là mật khẩu, best word để tiếp xúc với cõi thiên liên, do đó không dịch nghĩa câu thần chú. Câu này ý nói, lập tức đọc thần chú rằng, kim bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Dịch nghĩa bài kinh, xin vâng theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng. Xin vâng theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, vô số Phật, các vị Phật có công đức lớn đến mức không thể đo lường được. Phật bảo A Nan rằng, kinh này rất là màu nhiệm, có thể cứu người thoát khỏi cảnh ngục tù, có thể cứu người thoát khỏi trọng bệnh, có thể cứu người thoát khỏi ba tai ách, lửa cháy, lũ lụt, bão tố và vô số các tai nạn đau khổ khác. Nếu có người đọc tụng kinh này được 1.000 lần thì bản thân người ấy thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Còn đọc tụng được 10.000 lần thì người ấy cùng với những người trong nhà đều thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Xin nương theo oai lực của Phật, xin nương nhờ sức cứu giúp của Phật, xin khiến cho con người không có lòng ác, xin khiến cho con người được cứu độ. Người tu tập biết soi xét bản thân mà từ bỏ chỗ tâm tối sai lầm, người tu tập biết trở về với điều thiện, người tu tập giống như các bậc đại thiên vương, biết bảo trọng chánh pháp và giữ gìn nơi tôn nghiêm thờ tự,
Người tu tập biết giữ gìn trọn vẹn các quy giới và nhờ thế mà đức hạnh trong sạch. Tất cả các vị ấy đều khỏi vướng mắc vào những việc kiện thưa, tranh chấp. Cầu xin các vị Đại Bồ Tát và 500 A-La-Hán hãy cứu giúp một thân này của đệ tử được thoát khỏi đau khổ và tai nạn. Tự mình niệm hồng danh hay đức thần chú của Bồ Tát Quan Thế Âm nhưng không nên giải thích và cứ siêng năng chăm tụng đọc mãi thì tự nhiên sẽ được giải thoát khỏi mọi tai nạn. Hãy tin tưởng nhận lãnh và vâng lời làm theo lời dạy này. Lập tức đọc thần chú rằng: Kim bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chủ đề tư tưởng của bài kinh. Bài kinh này nên hiểu và hành theo lẽ thiên nhân hiệp nhất, trời hay thiên liêng và con người hòa làm một. Về phần thiên là cầu xin tha lực, tức là trông cậy và nương nhờ vào thần thông và đức từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Về phần nhân là phải dùng tự lực, tức là chính bản thân mình phải hành động, phải sống ra sao để xứng đáng đón nhận ân phước cứu độ của Đức Bồ Tát. Nếu một người không biết làm lành lánh dữ, không biết giữ gìn quy giới, không biết tôn trọng và bảo vệ chánh pháp, sống buông lung sa đọa, vi phạm pháp luật, vân vân, thì người đó ắt mắc phải tội lỗi, tự chuốc cho mình những bệnh ngặt nghèo, bị tai họa, bị thư kiện, bị giam cầm. Lúc đó có tha thiết khẩn cầu, van xin Đức Bồ Tát thì dù Đại Từ Đại Bi, quyền năng vô hạn, Bồ Tát cũng đành ứa lệ xuôi tai, nhìn con người phải trả các quả xấu do chính con người đã tự gieo nhân xấu. Ngài cũng như các đấng, không thể can thiệp làm mất luật công bằng của trời đất. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy rõ. Tình thương bao la của Đấng Chí Tôn và lòng từ bi bao khắp của hàng chư Phật cũng không thể giải thoát dùm cho chư hiền những nhân quả chằng chịt ấy đâu. Những gì con người hành động, những gì con người khổ đau, những gì con người than trách thuộc ngoài phạm vi đạo lý thì chính con người chịu lấy. Chớ Phật trời nào bên vực để trái luật công bằng, mặc dầu vẫn thông cảm những trạng thái của con người. Trái lại, một người biết tu tập chân chính, tuân thủ giới luật, giữ gìn vẹn tròn tâm hạnh đại thừa, xứng đáng được gọi là Bồ Tát hữu hình ở thế gian, thì luôn luôn được chư thần thánh, tiên Phật âm thầm bảo vệ, giúp đỡ. Dù người ấy có vướng mắc tai nạn, bệnh hoạn do phải trải nghiệp cũ kiếp trước, cũng sẽ được các đấng ban ơn cứu độ để tiếp tục tu tập cho tới ngày thành tựu. Nếu một người biết làm lành lánh dữ, biết giữ gìn quy giới, biết tôn trọng và bảo vệ chánh pháp, biết sống lành mạnh và đạo đức, biết tôn trọng pháp luật, thì người đó không mắc phải tội lỗi, không tự chuốc những bệnh ngặt nghèo, cũng không bị các người khác thưa kiện, giam cầm. Thế thì dù không cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, đương nhiên đã không bị khổ nạn rồi. Do đó, trong kinh có đoạn như sau: Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương, Chánh Điện Bồ Tát, Ma Kheo Ma Kheo, Thành Tịnh Tỳ Kheo, Quang Sự Đắc Tán, Tụng Sự Đắc Hưu. Người tu tập biết soi xét bản thân và từ bỏ chỗ tối tâm sai lầm. Người tu tập biết trở về với điều thiện. Người tu tập giống như các bậc đại thiên vương, biết bảo trọng chánh pháp và giữ gìn nơi tôn nghiêm thờ tự. Người tu tập biết giữ gìn trọn vẹn các quy giới và nhờ thế mà đức hạnh trong sạch. Tất cả các vị ấy đều khỏi vướng mắc vào những việc kiện thưa, tranh chấp. Hãy hiểu Bồ Tát trong đoạn kinh này là chính mình, là người tu gương mẫu. Thông thường các Phật tử quen hiểu Bồ Tát là một đấng thiên liêng vô hình, cũng nên hiểu thêm nghĩa đại thừa rằng Bồ Tát là người tu mang đại nguyện độ mình và độ đời thoát khổ. Một người hành giả quyết lòng tu hành rốt ráo cho thành tựu công phu tọa thiền để đem trí huệ giải khổ cho đời, chính vị đó đang làm Bồ Tát hữu hình tại thế gian. Biển đời khổ nẻ muôn trùng, đừng quên giữ một tâm trung vững vàng, vì đời còn lắm tai nạn, độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu. Hai chữ Bồ Tát trong câu này chính là hành giả. Hoàn là trọn vẹn, hoàn tất, finished, completed. Độ đời Bồ Tát nguyện hoàn công phu nghĩa là vị hành giả phát nguyện đại thừa, quyết chí tu thiền cho thành tựu, cho chứng đắc, để có thể đem huyền năng cứu độ người đời. Hiểu như vậy, hai chữ Bồ Tát ở đây không cần viết hoa.